vị trí mụn trên cơ thể bạn nói lên điều gì? 1. Mụn ở má. Mụn bên má phải thường liên quan đến môi trường như bụi bẩn, vi khuẩn, do thói quen đưa tay lên mặt hoặc gối nằm của bạn không được sạch sẽ. Mụn bên má trái thường là những vấn đề liên quan đến gan, chẳng hạn như viêm gan hoặc gan yếu. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình bài tiết và thải độc của cơ thể, do đó dẫn đến tích lũy chất độc và gây ra mụn. 2. Mụn ở cằm. Mụn trứng cá và mụn mọc có thể tập trung nhiều ở cằm. Khu vực này nổi mụn báo hiệu cơ thể rối loạn nội tiết tố hoặc những vấn đề liên quan đến thận. Bên cạnh đó, thói quen chống tay vào cằm cũng là nguyên nhân khiến cho vi khuẩn tích tụ và phát sinh mụn. 3. Mụn ở trán. Bị mụn ở trán được cho là hệ quả khi cơ thể bạn tích tụ nhiều độc tố. Chức năng gan gặp vấn đề, hệ tiêu hóa không tốt cùng với những căng thẳng, mệt mỏi về tinh thần là nguyên nhân chính khiến cho vùng trán mọc nhiều mụn. Nếu để ý thì mụn mọc trên trán còn kèm theo những triệu chứng hay dấu hiệu khác như lở loét khoang miệng, lưỡi tấy đỏ. Người mọc mụn ở trán cũng cảm thấy khó chịu khi ăn uống và giấc ngủ, cũng phần nào bị ảnh hưởng. 4. Mụn ở mũi. Đây là vị trí liên kết mật thiết đối với tim và phổi khi xét theo bản đồ trị mụn. Việc đầu mũi bỗng nhiên hình thành những ổ mụn sưng tấy sẽ cảnh báo trực tiếp tim, phổi đang gặp vấn đề. Vì thế mà chúng ta cần phải hết sức để ý và quan sát thường xuyên vùng mũi của mình để sớm nhận ra các vấn đề về sức khỏe.